Cháu bà, hôm nay cậu ba với muội có phát hiện gì mới đây? À, phát hiện cái rổ, cậu ba phát hiện được một cái rổ bánh. Muội cũng được một rổ nè, đem về thưởng thức thôi. Rồi, cũng muội để góc đây, cậu ba để góc này đi. Wow, dữ dằn quá. Ê khoan, dừng khoảng chừng 2 giây. Hình như mẹ phát hiện còn nữa, còn nhiều rổ nữa. Đi tìm thôi muội ơi. Cái đó là cái hũ. Cái này muội phát hiện rồi, cậu ba đi phát hiện cái khác đi, cậu ba đi tìm cái khác đi. Trời ơi. Cậu ba kìa đây nè. Nè muội chỉ nè, cậu ba đi lên tầng á, muội thấy. Muội lấy từ xa. Con mèo nữa nè. À, con mèo, con mèo. Wow, muội phát hiện cá mập nữa à, bà đi sát đu 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 nè. Dữ dằn chưa? Rồi, muội được 3 rổ, cậu ba mới có 2. Wow. Ui. Rồi xong, muội lấy được 2 rổ nữa, cho cậu ba 1 rổ đi. Để muội nhiều quá, cậu ba không có rổ nào coi cũng kỳ. Không. Muội không cho. Wow. Muội được 1 rổ xe đạp luôn. Không. Wow, muội được mấy rổ muội? Muội được 5 rổ rồi. Coi còn nữa không? Muội đi kiểm tra. Muội đi dạo muội kiểm tra coi còn cái rổ nào nữa không? Rổ nào thất lạc nữa không? Chắc hết rồi muội ơi, hết rồi mình đi về mình kiểm tra. Kiểm tra của mình coi có cái gì không nha. Wow, ủa, nhớ nãy muội có bà bị sát mà rồi, bà bị sát của cậu ba ở đâu ra vậy? Có điện thoại nữa kìa. Ở đâu vậy cậu ba? Cậu ba lấy trong rổ nào có điện thoại hay vậy? Rổ của cậu ba hả? Ôi. Rồi kiểm tra khoan, từ từ muội giới thiệu cậu rổ của mình trước rồi muội. Giới thiệu rổ mình gồm có gì? Có gì muội ơi? Muội đi tìm nữa. Muội sợ sót, muội sợ coi còn ở đâu đó. Muội coi còn ở đâu đó nữa. Còn không? Chắc hết rồi, muội về muội kiểm tra đi. Mình kiểm tra trước đi, mẹ không thấy nữa là hết rồi đó. Muội đi kiểm tra ở nhà cậu ba trộm của muội hết giờ nè. Thôi về kiểm tra của mình đi. Kiểm tra đồ trước đi. Có gì vậy? Cậu ba có gì vậy? Đó của cậu ba của muội vậy. Wow. Đây là một cái gì? Cái bồn cầu. Wow, bên trong còn có. Bất ngờ chưa? Wow, giờ muội thưởng thức gì vậy muội? Đây, cậu ba sẽ mở cái trứng người nhện này nha. Không, cậu ba mở trứng người nhện rồi. Ba, bi. Hỏi gì quá gì vậy? Kẹo, kẹo. Kẹo của trứng người nhà. Rồi muội mở trứng màu tím nè. Muội ăn dụng hết hay sao? Rồi bây giờ muội mở trứng baby phải không? Trứng gì muội? Hình gì muội? Trứng màu tím. Ôi. Trứng baby công chúa. Wow. Đẹp luôn á. Đẹp quá ha. Hai mặt luôn. Có cái quả cầu. Quả cầu baby alive. Cô quả cầu công chúa baby. Đẹp quá muội nè. Hồi tích cơ hình gì quá trời. Tích cơ chứ gì nữa. Wow, tích cơ có kẹo nữa nè. Kẹo có sao. Kẹo có sao. Kẹo này nhụm lưỡi nè. Có nhụm không? Kẹo nhụm lưỡi. Có nhụm được không? Được. Được không hả? Wow, đồ của muội xịn sò quá à. Cậu ba ăn dụng muội ơi. Muội ơi. Cậu ba ăn dụng snack Doraemon của muội nè. Đặc biệt sao không có trong này. Không có hả? Con tìm hoài không có. Thôi không có, bỏ ra qua bên đi. Mình coi cái khác. Ngút nè. Cái này ngon. Chắc là hình đó mới có đó ha. Ồ. Wow, 4 cái xe đạp 4 màu luôn nè. Giờ mới phát hiện ra nè, thấy không? Màu gì muội? Muội ơi. Màu gì tự đếm đi. Tự đếm đi muội mê. Muội mê cái hình đó rồi nè. Màu gì nè? Từ từ, muội giải thích màu cho các bạn xem đi. Cầm lên. Ở cái rổ màu cam luôn. Màu gì muội? Xanh lá cây. Rồi màu gì nữa? Hồng. Hồng. Màu này màu gì? Màu gì? Vàng. Ai biết không? Màu vàng, yellow. Còn màu này? Màu này. Blue. Màu này giống cái áo của muội nè. Blue, màu xanh lam, màu xanh cậu dương. Cậu ba xem coi có cái gì ăn chơi không? Có gì ăn chơi không? Nè, nắp nè, ăn đi. Có gì ăn chơi được không? Ý là muội nói bên rổ của cậu ba kìa. Bên rổ của cậu ba có gì ăn chơi không? Cái này là xiên que hamburger. Hamburger.
xin quay hamburger. Ăn cái khác đi mọi. Ê, đây nè, rổ quá. Một cái rổ này nè, hấp dẫn quá. Nãy giờ phát hiện ra. Quay quay. Quay được nè. Đeo chiếc nhẫn rồi, vừa quay vừa ăn luôn cậu ba, ăn đi. Wow, đã kẹo múp múp múp. Wow, mẹ có này cho mùi. Ê mùi. Bắp ít. Đây nè. Có bắp ít được nè. Sao bắp ít đâu? Nè. Cái của cậu ba nhiều tự chiêu quá ha. Đây nè. Còn cái này. Ừ, câu của con, ai biểu con thưởng thức, cậu bà thưởng thức, con làm lâu quá nè. Thưởng thức cái này đi, ngủ bu đi nè. Trời ơi, cái đẹp không thưởng thức là gỡ gỡ cái kia không. Cái này là cái gì vậy? Ôi, gì vậy? Mũi quay mặt quay mặt coi. Mũi lợn, mũi heo. Mũi lòng con heo, ủn 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 ủn. Cái gì, cái kéo đó. Cái bàn tay. Kéo bố ba, giờ cái kéo ra đó. Cậu ba, cậu ba. Ngậm vô, cậu ba. Cậu ba hết làm heo. Cậu ba làm ngựa đi. Ủa cái chân mèo nữa nè. Ờ đâu câu chân mèo. Vậy cậu ba làm cá mập đi. Cậu ba sẽ xong môi cho đẹp. Xong môi đi, xong môi đi, xong môi. Trong thời gian mũi làm gì mũi? Kẹo. Kẹo đó đâu có ngon. Kẹo đó đâu có ngon bằng cái kẹo kia. Alo, màu hoa bom. Mở ra luôn cậu ba, mở cái micro ra à, luôn không? Được, mở đi. Mở được không? Đây để con. Để mồi, để mồi. Cậu ba không biết gì trơn á. Để mũi nha. Quá, kẹo nhụm lưỡi á. Không phải, kẹo 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 sao chứ kẹo nhụm lưỡi vậy rồi. Trời ơi. Kẹo kẹo ngôi sao chứ không phải kẹo nhụm lưỡi. Nhụm được không? Ủa ai? Kẹo trong này nhóc luôn nè. Để lại, để lại, để lại. Không ăn thì để lại, để lại. Nè cắm này. Mũi với cậu ba phá không chứ không ăn. Ngộ ghê. Rồi kẹo bunny đi, kẹo bunny đi, thằng thích kẹo bunny đi. Mọi thằng phát không mọi? Chào cà phê. Oh, hết cái sừng nha. Khoan. Rồi sau này nến màu nó mới đẹp nè. Trước màu nó xấu. Ừ. Cái mình ở đẹp gì vậy? Thấy không? Cậu ba ơi, cậu ba nhìn ở dưới đi. Ở dưới gì? Wow, ở dưới cũng có kẹo nữa. Kẹo trứng thằng lằn. Nhộng, trứng nhộng. Trứng thằng lằn hả? Lằn. Ồ, nè, mỗi có ba chai. Trang nè, 1, 2, 3 người chai nha. Cho cậu ba chai đỏ, một chai xanh. 1, 2, 3 để chai màu nâu. 1, 2, 3, vô. Vô, 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 vô. Thôi thơm cà phê quá. Coffee, đúng rồi. Kẹo cà phê, cà phê. Quá wow. Ăn rồi kìa. Gì? Thôi, mũi đang ăn đó hả? Quá wow, đây nè, cậu ba. Như vậy? Bộ, y. Đó, màu dâu. Dâu này là chanh. Đòi chứ. Nè, bốn màu luôn, bốn màu luôn, ghê chưa? À, Việt Quốc. Dâu, dâu. Này đào, thế đào. Đào, đào chứ không phải dâu. Ở này dâu nè. Bạn thích món nào? Mũi thích món nào? Hỏi còn gì nữa không? Quá wow, cái xịt này trước đi, làm cái xịt đá tuôn. Wow, chen mẹ lấy ra xanh lá, mũi lấy đỏ, cậu ba lấy xanh dương. 1 2 3. Chen, chen. Trời nó chua lè. Chua lè. Mũi sao, mũi sao, của mũi sao? Nè em ơi. Ngon lắm luôn hả? À, của mũi ngon, 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 ngon. Cậu ba, thử của mũi cái đi, ngon lắm. Của mũi ngon lắm. Ngon, ngon. Ngon mà giật mình vậy? Ngon mà giật mình chứ vậy? À, cậu ba sẽ uống sữa. À trời, kẹo cậu ba có bình sữa. Mở bình sữa ra bên trong có gì? Rớt rồi còn uống sữa nữa. Rớt luôn, rớt luôn. Phá hoại, phá hoại bên trong cái kẹo xê. Trong cái kẹo xê. Hồi ốc ôi. Kẹo xê. Còn gì nữa không mũi? Hỏi đây nè. Nhóc luôn cậu ba. Thử này đi. Qua wow, ngửi cái nha. Đây nè. Wow, mẹ có cái son môi mũi ơi. Mũi lấy này không? Chú tôi xin báo cáo. Cái này màu hồng. Chơi game rất dở. Mẹ chơi game rất hay. Đúng rồi, muội nói chỉ có đúng mà thôi. Chúng tôi xin báo cáo muội nói là đúng. Cái này thấy thương là muội, kẹo hồng nữa nè. Cái gì vậy? Để muội cậu bé bút chì sao? Cái gì vậy? Kéo kéo xuống làm sao? Kéo làm sao muội làm muội? Muội bỏ này ra, muội đừng ăn này nữa muội. Kéo xuống mày coi. À vậy đó hả? Kẹo ra hay quá rồi. Ý có cục kẹo rất ra. À trong này có kẹo hả? Đậy lại vậy hả? Thôi thôi đừng ăn kẹo nữa, ăn kẹo ít thôi. Mình chỉ giới thiệu cho các bạn thôi chứ.
Chưa, ăn kẹo ít thôi nha, ăn kẹo nhiều không có tốt đâu. Khỏi thôi, kiểm tra bên con rổ của cậu ba. Trời trời trời. Kiểm tra rổ của cậu ba có gì? Con gấu mà. Ủa, con mèo, bánh bèn con mèo, bánh bèn chứ không ngon đâu. Này là kẹo gì? Qua là kẹo trứng thằng lằn nữa. Cái này nè. Này ngon nè, sô cô la nè. Cúp cây hả? Cúp cây. Cúp cây này, à? Này cũng cúp cây nè. Này có cúp cây đâu? Bảy vô này sô cô la. Cậu ba xà lơ quá hay mùi. Ê, cái này ngon. Ê, mở cái này ra nè. Dính này đẹp nè. Cái viên này đẹp nè mà. Sô la chắc ăn ngon. Rồi thưởng thức đi, thưởng thức đi. Mà cuối cùng thích cái này nhất nè. Cha mồi em khoái ăn đó lắm. Mũi khoái này lắm nè. Khoái không mũi? Mũi khoái không? Cái này ngon mũi nè. Khoái. Ừ. Rau nè. Cái kẹo này ngon nè, con này ở đâu rồi ạ? Có cậu bé bút chì. À, cậu bút chì này rất ra cậu bạn luôn đi. Đã, ngon quá. Rồi xong đổ nè. Đổ nè, lụm lên các bạn ơi. Lụm lên mũi ơi. Lụm lên, lụm lên. Vì đổ nè. Wow, wow. Mẹ mới phát hiện ra một điều nữa mọi ơi. Bảy cái rổ có bảy màu khác nhau. Wow, mọi nói đi. Mọi nói tiếng Anh từng rổ đi. Màu này màu gì? Green. Green. Này. Mẹ... Bình. Bình. Rổ này. Orange. Orange. Này. Black. Này còn không biết mà. Này, này. Cái gì? Rau. Rau biết luôn á. Cái gì vậy? Này. Red. Red. Còn này. Này dễ mà. Blue. Blue. Con này gì? Con này tên nó là gì? Tên của nó là gì? Là tiếng Anh nó luôn á. Hamburger. Đúng rồi, hamburger. Con này. Hát luôn, hát luôn. Cái đó hát luôn. Này bị sách. Hư luôn hả? Mũi đập hư luôn rồi. Mùi đập hư cái bà bị sát luôn rồi. Baby sát. Bập 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 bập. Cá mập con sát. Đu 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 đu. Hello. 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 Kiếm mồi hả? Nè. Kiếm mồi hả? Kiếm mồi hả? Ai kiếm mồi vậy? Mà bạn nào kiếm à? Mà mồi alo đi. Ủa anh nhớ này. Thôi mình chơi Free Fire nha các bạn. Ừ. Rồi thưởng thức hết chưa? Mỗi với cậu ba thưởng thức hết mai các món chưa? Chưa. Chưa thưởng thức hết thiệt. Mà giới thiệu xong hết rồi. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Ai con gấu nữa nè. Nãy giờ không phát hiện ra. Đây là kẹo gấu lấp lánh nữa nè. Chớp đèn nữa thấy không? Gấu trong cái bình sữa hả? Đúng rồi, nè nhà mùi. Gấu tuyết nhưng mà. Gấu tuyết nhưng mà không có tuyết. Đúng không? À. À, à, à. Thôi đừng ăn. À, mở cái khúc dưới ra là vậy hả? Đập cho nó sát phát sáng đi. Oh. Đẹp quá ha. Tới cậu biết vậy thôi. Mỗi ăn kẹo ít thôi mà đừng ăn kẹo nữa mọi ơi. Thôi được rồi, đừng ăn kẹo. Chơi thôi. Chơi thôi. Chơi mà. Mỗi thứ thưởng thức một chút xíu vậy thôi. Thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Love, love, just in time.